sơ cho mọi người biết tên của cô là gì không ạ? Cô tên là Cao Thị Khải. Dạ. Thì cô đến với lớp học bánh của mình đã lâu chưa cô? Được 5 tháng. Dạ, thì trong quá trình học và cho đến tận bây giờ thì cô thấy là cái thành tích hôm nay đạt được là sản phẩm của mình thì cô đã thấy tốt chưa? Cô đam mê cái nghề bánh này từ bé nhưng mà cô không có điều kiện học. Thì trước tiên là cũng nhờ bảo hiểm đã giới thiệu cho cô đến đây học. Thì cô rất là xúc động khi mà ở đây là các thầy cô rồi giám đốc ở đây là coi như là rất là tận tình để chỉ dạy cho những học viên cô và các bạn ở đây. Bây giờ cô đã thỏa được cái ước nguyện của cô là cô đã làm ra được những chiếc bánh này. Thì cô rất cảm ơn giám đốc đây với chương trình đây đã cho cô hoàn thành ước nguyện. Cô xin cảm ơn. Em chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì không ạ? Mình tên là Nhung ha. Mình đến với lớp học bánh này thực sự là ban đầu là không phải do đam mê hay gì hết. Nhưng mà mình đi học thì chẳng qua là mình cảm thấy nó hay hay thì mình đi học. Nhưng mà khi mà đã vào cái môi trường này rồi á thì có cái gì đó rất là lôi cuốn ha. Và nó kéo bạn vào á, y như là đam mê với những chiếc bánh luôn á. Và hiện tại là mình đang làm thợ bánh trong một môi trường rất là tốt. Chị đến với lớp học làm bánh mình rồi sau đó là đi xin vào một tiệm bánh hay là chị đã làm trước đó rồi mới vào đi học ha? Mình vào đây học rồi, mình cảm thấy thích thú với những chiếc bánh thì mình mới đi làm. Bạn là đối tượng bảo hiểm hả? Vậy thì cái cơ nguyên nào mà bạn biết được là Rosa mình có dạy nghề miễn phí ha, cho bảo hiểm mà bạn đến với Rosa hả? Thì sau một lần mình lên nãy như là mình đăng ký là hàng tháng mình lên là mình phải báo ca thông báo cho bên bảo hiểm biết là tháng đó là mình có công việc chưa. Thì có một nhân viên bên Rosa ha qua có giới thiệu với mình về những cái nghề ở bên này, thì vô tình thì mình chọn nghề bánh thôi. Vậy thì qua cái cuộc thi hôm nay thì bạn có cái cảm nhận gì hay là có những cái tình cảm gì muốn gửi gắm đến công ty mình cũng như giáo viên ở nơi đây không ạ? Thì qua cuộc thi rồi á thì mình cũng rất gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể thầy cô của trung tâm dạy nghề Rosa để giúp đỡ rất nhiều người thuộc đối tượng bảo hiểm cho người ta như là có một cái nghề để có thể đam mê với nó. Đây là những học viên của Rosa vừa mới tốt nghiệp thi làm bánh hôm nay xong. Vậy thì những bạn nào hay những anh chị nào đang hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì hãy đến với Rosa để lựa chọn những cái nghề mà mình yêu thích. Chúng tôi sẽ đào tạo miễn phí và những học viên dù bảo hiểm thất nghiệp hay là tự do hay bất cứ đối tượng nào thì hòa về mái nhà Rosa thì cũng là một hết. Xin cảm ơn.